xuyên qua tuyệt thế đường môn. Ta so với Hoắc Vũ Hạo còn treo giới thiệu vắng tắt. Song nữ chủ với hủy chính phú, treo vương hệ thống, tam sinh hoặc tứ sinh, bài này có đại lượng đối với nữ chủ quần áo miêu tả, giảng thu đi tới Đại La Đại Lục, thành một cái sáu tuổi búp bê, nàng không biết nàng là ai, từ tiểu tiện sinh hoạt tại 12 tinh thủ thần điện bên trong, thẳng đến sáu tuổi năm ấy, thức tỉnh võ hồn lúc thánh tà thiên sứ cùng nguyên tố sử võ hồn đã xảy ra. Shrek. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, dưới cửa thành ngoại thành sử lai khắc, một vị thiếu nữ tóc xoăn dài màu vàng kim, đôi mắt màu lam, mặc áo ngực từ trắng đến tím, váy hình chữ A viện lá sen, giày để giày màu trắng phối với trân châu đứng thẳng. Sử lai khắc rốt cục đã tới. Tiến vào tầng sử lai khắc kia đập vào mắt chính là tượng đá của thất quái sử lai khắc sơ đại, còn có mọi người vội vã đi lại. Đi sử lai like khắc báo danh trước đi Nếu không sẽ không có chỗ ăn cơm Chỗ báo chí của sử lai like khắc tiên sinh Không còn nhiều người nữa Chỉ có lát đác vài tân sinh đến báo danh Còn có mấy học trưởng học tỷ Dù sao qua một ngày nữa là tân sinh khai giảng rồi Tân sinh báo danh Thỉnh đem thư mời đặt ở trên bàn cái này cho người tốt Ngài ký túc xá là 402 Đây là đồng phục học sinh cảm ơn Trên đường đến ký túc xá Không chỉ là nam sinh ngay cả nữ sinh cũng không ngừng quay đầu lại có thể thấy được, khuôn mặt giảng thu quả thật rất xuất sắc. Chỉ chốc lát liền đi tới ký túc xá dưới lầu, lão gia gia, xin hỏi 402 nữ sinh ký túc xá ở mấy lầu? Vị lão gia gia nằm trên xích đu kia, liếc mắt nhìn, 402 nữ sinh ký túc xá ở lầu 4, đúng rồi, lầu 3 trở xuống là nam sinh ký túc xá, nữ sinh không thể đi vào. Được, cảm ơn lão gia gia ngồi trên bậc thang ký túc xá là một thiếu nữ trên bậc thang còn có một thiếu niên tóc xanh phấn đứng ngươi đụng phải người rồi nam sinh tóc hồng lam chậm rãi nói vậy thì sao còn không phải ngươi không có mắt ngồi ở trên bậc thang thiếu nữ rất tức giận không phải ngươi có hay không lầm nhà, lên lầu đi bên phải xuống lầu đi bên trái người nhà của ngươi là không có dạy qua ngươi sao như thế nào liền ngươi cũng muốn cho ta cho ngươi xin lỗi được a à? vậy chúng ta đi ra ngoài đánh một hồi đánh thắng ta liền cho ngươi xin lỗi đánh thua ngươi liền cho ta xin lỗi nội tâm os mấy ngày hôm trước cùng tên kia đánh thật không hiểu nổi ta như thế nào sẽ bại bởi một cái một vòng người vốn tâm tình liền kém nữ nhân này còn tới tìm việc phiền muốn chết kim sắc thiếu nữ tức giận nói được a à, đánh liền đánh ai sợ ngươi a à? nội tâm os phiền muốn chết Vừa tới Sử Lai like Khắc liền gặp phải như vậy không có tố chất người, còn dám xem thường ta hôm nay liền để cho hắn nhìn xem lão tử lợi hại màu hồng nhạt tóc bên cạnh thiếu niên vội vàng giải thích nói: "Ân, đồng học xin lỗi a, à, hắn có một chút tính tình bạo đụng tới ngươi là hắn không đúng, ta thay hắn xin lỗi, các ngươi vẫn là đừng đánh, ngày mai sẽ phải khai giảng, đánh nhau truyền đi cũng không tốt cho nên vẫn là đừng đánh đi." Thiếu niên tóc vàng thân phấn lam trăm miệng một lời nói: "Không được!" hôm nay ta nhất định phải đánh với hắn. Đánh nhau. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, dưới lầu ký túc xá đứng thẳng một vị thiếu nữ tóc vàng cùng một vị thiếu niên tóc hồng, hai bên đối lập, thiếu nữ tóc vàng chậm rãi nói ra, đánh trước tiên giới thiệu cho nhau một chút tên. Thiếu niên tóc hồng khinh thường nói, hừ, vương đông cấp 24 cường công hệ chiến hồn sư. Giảng thu cấp 36 cường công khống chế hệ chiến hồn sư. Thiếu nữ tóc vàng, vừa mở miệng đã nổ tung. Không chỉ là thiếu niên tóc xanh, thiếu niên tóc phấn cũng rất kinh ngạc vì tuổi còn nhỏ đã có thể tu luyện tới cấp 36. Quang minh nữ thần điệp. Vừa dứt lời hai đạo hồn hoàng vàng tím biến thành màu hồng lam thiếu niên dưới chân dân lên, lại nhìn, vì thiếu niên kia đã bay trên không trung sau lưng cánh hoa lệ mà xinh đẹp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra dị thường sáng lạng nguyên tố thánh sứ. Hoàng tử tử ba đạo hồn hoàng từ dưới chân thiếu nữ tóc vàng chậm rãi bay lên, sau lưng triển khai cánh lại phối hợp với nàng tuyệt mỹ khuôn mặt như thần linh giáng thế. Hồn kỹ thứ nhất Cánh trác đao thiếu niên tóc hồng vừa dứt lời liền có mấy đạo điệp nhận phi tóc trên thiếu nữ tóc vàng chạy tới thiếu nữ tóc vàng mãnh liệt xoay người, điệp nhận từ bên người nàng bay đi, cắt đứt vài sợi tóc màu vàng, bay lên không trung. Đệ nhất hồn kỹ quan thuộc tính Quan ngân thế kỷ Nơi đánh nhau trung tâm đột nhiên bị kim quang bao phủ, Vương Đông trong nháy mắt cảm giác quanh thân có cái gì đó đè ép hắn, vốn định né tránh lại phát hiện mình tự hồ bị định trụ, hồn lực cũng đang chậm rãi trôi qua. Nội tâm OS: Đậu má, cô gái này sao lại biến thái như vậy? Hồn kỹ thứ nhất có thể tước đoạt hồn lực của ta. Thiếu nữ tóc vàng chậm rãi cười hư. Đến lượt ta phản kích rồi. Để nhất hồn kỹ quan thuộc tính quang quan chi nhận. Mới vừa nói ra bốn phía liền xuất hiện mấy đạo, quan nhận phản ánh kim quan nhàn nhạt xuất hiện cũng lấy tốc độ cực nhanh, hướng vương đông bay đi, bởi vì quan ngân thế kỷ áp chế vương đông không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, ba thanh quan nhận dung hợp cùng một chỗ, mấy thanh khác trống rỗng biến mất hướng vương đông chạy đi. Người thu vương đông rồi. Cô gái tóc vàng đứng trước mặt thiếu niên tóc vàng vương tay kéo anh ta lời dịch. Thăng you sorry. theo tiên hai ở tin hư không có việc gì, biết sai liền sửa, chính là hảo hài tử, ánh mắt dời về phía thiếu niên tóc lam vẫn luôn đứng ở bên cạnh ánh mắt sáng lên hoa, Ngươi ánh mắt thật xinh đẹp nha, ngươi tên gì nha, ta gọi Hoắc Vũ Hạo, là bạn cùng phòng của hắn, nói xong còn liếc vị thiếu niên vừa đánh xong đang nằm rạp trên mặt đất một cái. Cảm ơn ngươi khen ta, ánh mắt của ngươi cũng rất đẹp mắt. Bất quá ngươi thật sự thật lợi hại nha tại chúng ta cái tuổi này liền có thể đạt tới 36 cấp, nội tâm cùng thiên mộng ca đối thoại OS. Không có việc gì, Vũ Hạo yên tâm, về sau ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, sẽ không so cái kia cái gì giảng thu kém, tuy rằng nàng thiên phú là rất mạnh, nhưng là có ta ở đây ngươi liền thả một vạn cái tâm đi ừ, thời gian không còn sớm, tôi về ký túc xá trước. Nói xong liền chậm rãi đi tới bên cạnh Vương Đông. Ừ, hy vọng lần sau ngươi có thể làm cho ta kinh ngạc một chút, đừng thua ta nhanh như vậy, quá nhàm chán. Nhìn thiếu nữ đi về phía trước thân ảnh, lớn tiếng hô này, giảng thu tiếp theo đối chiến ta nhất định sẽ thắng ngươi thiếu nữ phía trước nghe xong ngoái đầu lại cười. Vậy em liền chờ mong biểu hiện của anh Bi. Ký túc xá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, thiếu nữ đứng ở trước cửa nhìn số nhà 402 chậm rãi nói. Mở cửa đập vào mắt chính là đã lâu không có quét dọn qua ký túc xá tự hồ đã lâu không có người ở qua, trời ạ, à, này ký túc xá là có bao lâu thời gian không có người ở, ta cái kia bạn cùng phòng đâu, Sử Lai Khắc học viện ký túc xá không phải hai người một gian, đồng phục học sinh mới màu xanh lá cây trôi nổi trên không trung, màu xanh bạc đang xen, làn váy đại khái đến đùi trên thân liền với. Tay áo đuôi tay áo còn có viền vàng, thắt lưng có đồ án chuyên dụng của học viện Sử Lai Khắc, bên trong lại là màu trắng từ nhìn cũng không tệ lắm, trước tiên thử xem, phù trần quy mộng. Ra lệnh một tiếng, quần áo trên người giảng thu bắt đầu biến ảo, từ váy trắng tím dần biến thành váy A biến thành áo khoác màu xanh bạc cổ tay áo màu vàng. Vừa đến gương đột nhiên trống rỗng xuất hiện, giảng thu nhìn thân ảnh trong gương, tự hồ không hài lòng lắm từ, cảm giác như thiếu cái gì đó, ôi, có rồi. Hộp bách bảo chìm nổi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hộp từ, chọn cái nào đây, cái này. Từ, rất tốt, ngày mai là ngày đầu tiên khai giảng của tân sinh viên cũng không thể đến muộn. Khai giảng đến trễ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, tôi phúc, 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 phúc, tôi phúc còn có 10 phút. Không được không được giảng thu vội vàng xuống giường, phù trần quy mộng, trên người bạch kim phối màu tơ tạm áo ngủ đổi thành tân sinh năm nhất đồng phục, trên chân nhung trắng dép lê đổi thành màu trắng dày để trân châu dày cao gót. Hồn kỹ thứ hai thuộc tính phong. Thiểm di cực nhanh. Năm phút 4 phút 3 phút, lúc gần hai phút vương đông hoắc vũ hạo đang muốn đi vào trước cửa ban đột nhiên có một thân ảnh màu vàng kim, nhanh chóng chạy tới gió thổi bay tóc của bọn họ, có thể thấy được tốc độ nhanh bao nhiêu. Cuối cùng cũng tới rồi, thầy giáo còn chưa tới, hẳn là chưa muộn quay đầu liền nhìn thấy nam sinh đánh nhau với cô ngày hôm qua, còn có nam sinh tóc xanh kia, lúc ba người cùng nhau đi vào phòng học vị trí đã không còn lại bao nhiêu. Nữ sinh tóc vàng kia thật xinh đẹp nha a à, à, nam sinh tóc xanh phấn kia đẹp trai quá, bên cạnh cũng đẹp trai vừa đi vào lớp liền thấy một đống người quay đầu nhìn lại, thấy một đám người vẫn nhìn chăm chăm mình hoắc vũ hạo hiển nhiên có chút không được tự nhiên nhưng lâu dài chú ý ở trong đám người vương. Quả thật có chút bình tĩnh dù sao mình cũng đã chú ý đến đám người trong một thời gian dài, về phần giảng thu bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm đã ô ép ba người cùng nhau tìm được chỗ ngồi cho giảng thu, lại ngồi cùng một chỗ với vị vương đông tính tình nóng nảy kia. Hoắc Vũ Hạo ở phía dưới hai người bọn họ. Vừa ngồi xuống băng ghế chỉ chốc lát, ngoài cửa liền có một nữ giáo viên nghiêm khắc đi vào. Phòng học mấy giây trước còn ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn đá cẩm thạch rõ ràng dị thường, chậm rãi đi tới trước bục giảng đặt sách lên bục giảng ta tên là chu y là chủ nhiệm lớp của các ngươi ở lớp của ta tất cả rác rưỡi đều không thể thông qua khảo hạch người báo danh mấy ngày nay đã đánh nhau đứng dậy đỡ mắt hoác vũ hạo đứng lên ngay sau đó giảng thu cũng đứng lên cuối cùng đứng lên chính là vị vương đông kia chu y nhìn thoáng qua chỉ có ba tên phế vật bây giờ đi quảng trường sử lai khắc chạy một trăm vòng rõ ràng có người không phục chu y liếc mắt một cái bởi vì đây là ta nói sau đó liền lộ ra chính mình sáu cái hồn hoàng 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 tử tử hắc hắc không phục có thể cút đi nhìn sau đó nữ sinh kinh hô vạn năm hồn hoàng lục hoàng hồn đế người không phục vội vàng chạy ra ngoài nhắc nhở các ngươi các ngươi chỉ có một canh giờ không có chạy xong một trăm vòng thôi học gặp người đều chạy kém không nhiều lắm các ngươi ba người lại đây các ngươi vì cái gì đánh nhau lão sư hắn là bạn cùng phòng của ta ta cùng hắn náo loạn chút mâu thuẫn nói xong liếc vương đông một bên lão sư ta lên lầu lúc này hắn đụng phải ta còn không cùng ta nói xin lỗi nói chính là ta thắng hắn liền cùng ta nói xin lỗi cho nên ta mới cùng hắn đánh chu y có chút ý chí chiến đấu lần sau nếu muốn đánh cái khác bang đi tốt nhất không nên đánh chính mình bang đấy được rồi ba người các ngươi lập tức đi sân thể dục chạy bộ một trăm vòng bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon, Window, Aspigon, Push, Vương Đông bất mãn nói. Không phải nói đánh nhau thì không cần chạy sao? Ta đã nói như vậy sao? Hai người thấy Vương Đông còn muốn tiếp tục tranh luận, vội vàng mỗi người một cánh tay kéo hắn ra ngoài. Vương Đông và Giảng Thu nghe thấy liền nhanh chóng chạy nhanh hơn, chỉ chốc lát đã đuổi kịp và vượt qua bạn học chạy trước, nhưng Giảng Thu chạy trước mặt Vương Đông, hai người đuổi theo tôi như gió, những bạn học còn lại chỉ có thể nhìn thấy một bóng vàng, còn có một cái bóng màu xanh nhạt lướt nhanh qua người, còn tóc của bạn học nam nữ nổi lên. Nhưng cuối cùng người thứ nhất là giảng thu, hai người đến trước, sau đó đợi một thời gian ngắn có bạn học lục tục đến, sắp hết người thì thấy hoác vũ hào còn chưa chạy xong, giảng thu lo lắng xuân. Quang Minh nữ thần điệp Nghe thấy Vương Đông ở bên cạnh triệu hồi vũ hồn nhanh chóng quay về phía hoác vũ hạo, bạn học xung quanh nhau nhau phát ra từng đạo tiếng kinh hô tựa hồ cũng đang cảm thán vẻ đẹp của vũ hồn này, chờ bay một đoạn thời gian, vương đông rõ ràng không chống đỡ được sức nặng của hoắc vũ hạo, sắp rơi xuống. Nội tâm OS Không được tốt xấu cũng là ta ra 12 tinh sứ thần điện, sau nhận thức được duy nhất hai cái quen thuộc người, ta vẫn là giúp bọn họ đi nguyên tố thánh sứ. Nghe được xung quanh lần nữa truyền ra tiếng kinh hô, nhanh chóng hướng vương đông cùng hoắc vũ hạo bay đi, vương đông ngươi kéo hắn cánh tay phải, ta kéo hắn cánh tay trái, bạch hoàng, hồng lam, làm sắc ba đạo thân ảnh nhanh chóng hướng bạn học tụ tập địa phương bay đi, rốt cục tại cuối cùng ba phút trước đã tới. Để cảm ơn giảng thu, vương đông, quả thật nên cảm ơn ngươi, còn vương đông, hoắc vũ hạo không khách khí, hồn kỹ thứ hai thuộc tính quan, sinh mệnh thần chúc phúc. Chu y, được rồi, có ai nghỉ học không? Lúc mới bắt đầu chạy bộ, em còn chưa đến quảng trường xét, anh đã lén cưỡi hai vòng, vì vậy anh chỉ chạy 98 vòng, nhưng tiêu cũng không thể vì vậy mà đuổi em được. Học viện xét bồi dưỡng quái vật, là đấu sĩ, tốt nghiệp không phải là người bình thường khéo léo ăn ý, có thực lực nhưng không có tâm tính chính trực tốt bồi dưỡng thành tài, mang đến cho bất kỳ quốc gia nào cũng chỉ là tai nạn chứ không phải trợ giúp. Anh không xứng đáng trở thành học viên của học viện xét, thu dọn đồ đạc cúc. Đi, những người em nói đều là những người này trong lúc chạy bộ, nếu không phục gian lận, có thể đến phòng giáo vụ tố cáo tôi. Nam sinh nói thưa thầy cậu ấy cũng nhờ sự giúp đỡ của người khác mới ngâm xong tại sao thầy không đào thải chu y trước khi chạy em cũng không nói là không thể giúp đỡ lẫn nhau nếu trong quá trình chạy có người nguyện ý giúp thầy cũng được được rồi những người còn lại trở về phòng học những bạn học không bị đào thải đều chạy về phòng học ngồi vào vị trí của mình hoắc vũ hạo báo ra đẳng cấp hồn lực của thầy hồn lực đẳng cấp bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Lão Sư, hồn lực của ta đẳng cấp là 11 cấp, nghe về sau chung quanh nhau nhau có người tại xì si xào bàn tán, cấp 11 còn không có đạt tới sử lai like khắc nhập học quy định hắn là như thế nào tiến vào. Vương Đông bên cạnh đỡ đầu nội tâm. Tuy rằng đã sớm biết đẳng cấp của người này, nhưng con mẹ nó ta lại bại bởi một hồn tôn cấp 17, bất quá điểm trúng tuyển của sử lai like khắc không phải cấp 15 sao. Không sai, cấp bậc hồn lực của Hoắc Vũ Hạo quả thật chỉ có cấp 11, nhưng hắn là đặc chiêu sinh của học viện, nhưng đây cũng là ngoại lệ duy nhất của đặc chiêu sinh, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ học tập mà học viện giao phó thông qua khảo hạch, cũng sẽ bị đào thải. Lớp học buổi sáng dài đằng đẵng cứ như vậy trôi qua, mỗi một học viên đang ngồi đều chăm chú nghe giảng, buổi chiều bắt đầu huấn luyện tố chất thân thể, tan học, Hoắc Vũ Hạo, người đến văn phòng ta một chuyến. Học sinh trong phòng học lục tục đi hết, ừ, Vương Đông, cậu nói xem chủ nhiệm lớp vì sao phải cho cậu ta đi qua tớ cũng không biết hai người đi trên hành lang trở về ký túc xá ánh mặt trời chiếu vào cây phản xạ thành hình ảnh phản chiếu mái tóc dài màu vàng xõa tung ở phía sau hai sợi tóc do một đôi cánh màu trắng cài ở sau đầu chiếu vào trên người cô ấy vương đông nội tâm os ta kháo ta một nữ nhân đều nhanh đối với nàng động tâm bộ dạng quả thật rất đẹp mắt nhưng là cũng quả thật rất biến thái thật không biết về sau cái nào xú tiểu tử đem nàng bắt cóc giới thiệu lẫn nhau võ hồn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, từ, thật nhàm chán a. À, ta đang suy nghĩ vì cái gì các ngươi đồng dạng là năm nhất tân sinh nhưng nam sinh đồng phục là màu xanh lam, nữ sinh chúng ta đồng phục lại là màu xanh lá cây. Vương Đông nhìn giảng thu đang chống đầu bên cạnh. Sau khi Hoác Vũ Hạo ngồi xuống trước mặt bọn họ, Vương Đông liền quay đầu. Hoác Vũ Hạo, ta vẫn luôn kỳ quái võ hồn của ngươi là gì? Võ hồn của ta ngươi đã gặp rồi, bươm bướm xinh đẹp nhất đại lục, quan minh nữ thần điệp giảng thu bên cạnh nghe xong liền nghiêng đầu lại. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng muốn biết, từ, để ta mở mắt ra đoán xem mắt của ngươi đẹp như vậy, vũ hồn của ngươi không phải là vũ hồn bản thể chứ. Dù sao võ hồn của hai ta ngươi đều đã gặp rồi. Vũ hồn của ta là mắt ta gọi nó là Linh Mâu, không được, có điều vũ hồn của ta còn hiếm hơn cả bản thể vũ hồn của ngươi. Tuy nhiên, giảng thu tuy biết võ hồn của ngươi, nhưng ta vẫn có chút nghi ngờ tại sao lại là nguyên tố thánh sứ mà không phải là thiên sứ võ hồn đã biến mất từ lâu. Khi ngươi mở võ hồn rõ ràng sử dụng hồn kỹ thuộc tính nguyên tố, nhưng sau lưng ngươi lại là cánh thiên sứ, còn có điều thứ hai khiến ta không rõ. Lần trước khi hai người chúng ta đánh nhau ta nghe thấy ngươi dùng hai. Hồn kỹ, hơn nữa đều là đệ nhất hồn nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của Vương Đông, còn có Hoắc Vũ Hạo phía trước nhìn thời gian một chút, cách giờ học còn có 3 phút liền cùng bọn họ giảng giải. "Tư, ừ, Vũ hồn nguyên tố thánh sứ của ta là Vũ hồn biến dị, khi ta 6 tuổi thức tỉnh xảy ra chút ngoài ý muốn, dẫn đến nguyên tố của ta khiến cho vũ hồn và vũ hồn thánh tà thiên sứ dung hợp cùng một chỗ, xảy ra biến dị cho nên đây chính là lý do ta sử dụng rõ ràng là lực lượng nguyên tố phía sau lại có cánh thiên sứ, về phần ngươi nói" Vì sao một cái hồn hoàng có thể tiết kiệm hai cái hồn kỹ là bởi vì mỗi một cái hồn hoàng của ta đều có thuộc tính bất đồng, mà hồn kỹ sẽ theo ta trưởng thành cùng đẳng. Cấp biến hóa không ngừng tăng lên, mỗi cái hồn hoàng đại biểu cho một nguyên tố nhưng là như những kia mộc thuộc tính cái gì loại hình khả năng sẽ đồng thời xuất hiện hai cái thuộc tính, nhưng là cũng sẽ có hạn chế, tỉ như đơn thuộc tính hồn hoàng tối đa chỉ có thể xuất hiện năm cái nhưng sẽ tăng cường, ta là khi các ngươi là bằng hữu mới cùng các ngươi nói nội tâm OS. Hai người này là nhân vật chính, tố chất hẳn là không kém như vậy, bất quá cũng may, ta phòng ngừa vạn nhất, sử dụng không gian kết giới, ngoại giới không nghe được chúng ta nói chuyện thanh vương đông lúc này cả người hoắc vũ hạo ngay dại. Không phải chứ, giảng thu, ngươi quá biến thái. hoắc vũ hạo giơ tay lên ủng hộ. Tiếng chuông lên lớp vang lên, chu y đi vào phòng học. Tất cả đứng lên, tập hợp ở sân thể dục thiết y huấn luyện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, vừa dứt lời, bạn học trong phòng học không muốn sống chạy ra ngoài. Trên sân thể dục của sử lai khác có một đám người đứng thẳng. Đây là áo sắc dùng để nâng cao tố chất thân thể của các ngươi, mỗi người mặc một bộ, chạy vòng quanh quảng trường đến khi chung tan học vang lên kết thúc, có thể sử dụng hồn lực, nhưng không thể sử dụng hồn kỹ, dựa theo số vòng chạy xếp hạng, xếp hạng cuối cùng sẽ bị đuổi ra khỏi lớp tân sinh đồng thời quyết định lớp trưởng các học sinh ông thiết giáp trong tay một nữ hồn sư hệ phụ trợ lão sư ta là người của hệ phụ trợ chẳng lẽ cũng muốn mặc quần áo này chạy sao nghe những hồn sư phụ trợ còn lại gật đầu đồng ý chu y ta biết rất nhiều người cảm thấy không công bằng từ xưa đến nay hồn sư dựa theo thân thể khác nhau chia làm cường công hệ mẫn công hệ khống chế phụ trợ hệ thực vật hệ phòng ngự hệ các loại các ngươi lựa chọn phương hướng bất đồng thân thể tố chất cũng sẽ không đồng nhất, nhưng ở trên chiến trường dĩ nhiên sẽ bởi vì ngươi thuộc tính bất đồng hoặc nam nữ tính chất bất đồng sẽ không giết ngươi sao, bắt đầu chạy vòng. Giảng thu nội tâm OS. A, à, mệt chết đi được, đúng rồi, hệ thống cho ta phái phát cái nhiệm vụ, ngăn cản Vương Đông trở về ký túc xá tắm rửa. Thật không hiểu nổi cái gì. Nội dung vở kịch không cho tôi đầy đủ, chỉ cho tôi một vài đoạn ngắn. Trên sân thể dục sử lai khắc, một đám học sinh mặc thiết giáp đang chạy bộ, cả đám mồ hôi đầm đìa. Vốn cho rằng ở cuối cùng hẳn là khoa phụ trợ. Nhìn lại, Hoắc Vũ Hạo không chỉ có Vương Đông bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, mà còn có cả bạn học kiên trì chạy bộ. Giảng Thu vốn ngồi, nhưng nhìn thấy cảnh này, cảm giác mình làm như vậy. Người ta chạy như vậy, có phải có chút khác thường liền tiến lên hỗ trợ. Bên cạnh Vương Đông của tôi thấy hai người sắp chống đỡ không nổi muốn ngã xuống vội vàng đỡ lấy vương đông, ba người liền chống đỡ lẫn nhau, chạy một vòng lại một vòng. Trong lòng chu y, đây không chỉ là rèn luyện thân thể của cô ấy, mà còn là rèn luyện ý chí của cô ấy, những đứa trẻ này lại có ý chí như vậy, thật sự khiến tôi ngạc nhiên, đặc biệt là. Ta chế định quy tắc là để cho các ngươi chạy thẳng đến trung tan học nhớ tới, nhưng là ngoại trừ hoắc vũ hạo bên ngoài các ngươi không có một cái nào chạy từ đầu đến cuối, cho nên toàn bộ đào thải bất quá xem các ngươi bị hoắc vũ hạo một lần nữa dấy lên vài phần tâm huyết, không hề tiến hành trừng phạt, hôm nay không có bất kỳ người nào đào thải. Bạn học ngồi dưới đất kích động nhảy dựng lên hoang hô. Sau khi vương đông giảng thu và hoắc vũ hạo chạm quyền, có một nữ sinh vóc dáng hơi thấp, biếm tóc màu xanh lá cây đi tới chạm quyền với hoắc vũ hạo. Cả nướng phong ba. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push. Hồn kỷ thứ ba không gian nguyên tố. Không gian hộ thuẫn. Ra lệnh một tiếng, hai người khi còn sống trong nháy mắt có một đạo kết giới không màu, vũ hạo ngươi không sao chứ. Không có việc gì thiếu niên tóc vàng tức giận nói, tiểu tử, ba chuyển cứu binh đến đây nha, xem ta không đem kết giới này cho vỡ nát, vị thiếu nữ tai thỏ kia muốn tiến lên ngăn cản, ngươi làm gì? Vị thiếu nữ tai thỏ kia sau khi nhìn thấy liền lắc đầu, đường nhã, đừng tưởng rằng ta không dám đánh ngươi, đến nha ta còn sợ ngươi không được, làm y thiếu niên hướng về phía trước nói, từ tam thạch ngươi khi dễ tiểu sư đệ của ta, chuyện hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo, bằng không chúng ta liền đi đấu hồn khu quyết thắng bại, thiếu niên tóc vàng ngoái đầu lại nói, hắn là tiểu sư đệ của ngươi. Sau khi phẫu thuật quạt trong tay vừa chuyển, vậy thì sao? Hắn không nể mặt Giang Nam Nam chính là không nể mặt ta, một con cá nướng mà thôi ta đã trả tiền lam y thiếu nữ tức giận chỉ vào phía trước thiếu niên tóc vàng đó là vũ hạo để lại cho ta chống nạnh nói bối bối còn với ngươi nghe xong thiếu niên tóc vàng chậm rãi lắc đầu bối bối tiểu nhã nhà, nhà ngươi vẫn thoát tuyến như vậy cũng được không phải là lên đấu hồn khu sao nói xong hai người liền hướng về đấu hồn khu đi đến thiếu nữ áo lam lôi kéo hoắt vũ hạo đi chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi giờ phút này tổ ba người ăn dưa không có tiếng tâm gì một người ông hai sâu cá nướng vừa ăn vừa đi theo phía sau từ, ta đoán người tóc vàng kia khẳng định thích lỗ tai thỏ kia. Giảng thu chậm rãi nói. Ngươi cứ xác định như vậy. Tiêu tiêu bên cạnh quay đầu hỏi. Ừ, đương nhiên, ta nhìn người rất chuẩn, hơn nữa ta thấy trên đầu hắn và các nàng có bong bóng màu hồng nhạt, cùng lắm thì ta trở về xem bài taro và sách đáp án, sách đáp án taro. Đây là cái gì? Không phải ta nói trên người giảng thu sao lại có nhiều thứ kỳ lạ cổ quái như vậy. Nhìn vương đông tràn đầy nghi ngờ bên cạnh, còn có ánh mắt khát vọng của tiêu tiêu từ, thẻ taro có thể đo ra quan hệ tương lai giữa người với người, cũng có thể dùng để công kích, sách đáp án trước khi lật mặt niệm vấn đề của mình, sách đáp án sẽ tự động lật trang như vậy liền có thể nhìn ra đáp án. Bụi bặm quy khư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigone, Push ta tuyên bố lớp trưởng lớp một của tân sinh viên là Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo lúc này các bạn cùng lớp trăm miệng một lời nói Hoắc Vũ Hạo, sau đó trực tiếp giơ hắn lên ném hắn lên, giảng thu rõ ràng nhìn thấy Vương Đông bên cạnh, nghe vậy tâm tình sa sút, yên lặng rời khỏi đám người, đi theo hắn, đi lên bậc thang. Ngươi làm sao vậy? Sang nhà chiếu lên bóng dáng hai người. Ừ, thật ra thì, làm lớp trưởng cũng không có gì tốt, Mỗi ngày quản cái này quản cái kia cũng không có một chút thời gian rảnh rỗi, một chút không vui, đừng khổ sở, tôi cho cậu ăn kẹo. Nói xong đưa ra một viên kẹo que trôi nổi trên không trung, màu sắc như bầu trời sao, sau khi Vương Đông nhận lấy đặt ở trong miệng ánh mắt sáng ngời. Vị dâu tây ngươi nói cũng có đạo lý cảm ơn ngươi đường ăn rất ngon, là thời điểm ta cũng nên trở về tắm rửa, chạy thời gian dài như vậy, trên người một thân mồ hôi dính dính. ân cũng không cần làm tạ lễ, ngươi theo ta đi mua đồ ăn được không? Ta nghe nói tân sinh ba tháng này xem như không bận rộn nhất quên đi sử lai like khắc dạo chơi được, vậy chờ một chút ta tắm rửa xong chúng ta cùng đi. Nói xong vương đông liền đứng lên đi xuống bậc thang, phù trần quy khư ra lệnh một tiếng, vương đông chỉ cảm giác dính trên người thoáng cái biến mất, thoáng cái sảng khoái hẳn lên, giống như là mới vừa tắm xong tai. Ngươi đây là cái gì thật thần kỳ, đây là phù trần quy khư ngươi cũng có thể trực tiếp gọi là thuộc vệ sinh, dù sao đều là một ý tứ chỉ bất quá phù trần quy khư nghe càng dễ nghe một chút đúng nha không biết vì cái gì ta cái kia ký túc xá xế chiều ngày hôm qua hai ta vừa đánh xong của ta đi bên trong tất cả đều là bụi còn không có người nếu không phải bụi phù quy khư ta chỉ sợ phải mệt chết vậy ngươi có thể hay không dạy ta nha không được cái này là tổ truyền kỹ năng ngươi học không được ai vậy đáng tiếc